Chào các thí chủ, chào mừng các thí chủ đến với channel của Tún Cun. Bần tăng với pháp danh Thích Đánh Lộn, hôm nay sẽ đến với lớp của chúng ta với giáo án xịn sò và skin mới toanh của Aoboju. Đối đầu với chúng ta trong trận đấu này cũng là một Aoboju khác, và chúng ta hãy cùng xem ai là thật, ai là fake. Và với chiêu thức đầu tiên, bần tăng sẽ tăng chiêu 1 đầu tiên. Với khả năng vận nội công, dậm chiêu thức xuống đất, gây đam và đánh đối phương rất là đau. Thanh niên bên kia nghe vẻ oánh cũng ghê, nhưng mà đang phải ôm trụ. Sau chiêu thức đầu tiên, chúng ta sẽ đến với chiêu thức thứ hai, đó chính là quẹt gậy gây đam. Ôi trời ơi, nói mệt quá anh em ạ. Thôi, quay trở lại với giọng thật của mình và có chiến công đầu cho pháp sư Thích Đánh Lộn nha anh em. Đó. Với video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách combo Aoboju làm sao nó chuẩn nhất, gây được nhiều sát thương nhất, và quan trọng là phải trâu nhất nha anh em, giúp anh em có thể can lướt được team của đối phương. Đấy, quan trọng nhất là như vậy. Vâng, và video này mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho anh em, đó chính là chúng ta sẽ đánh Aoboju theo đường ma nha anh em. Đấy, đường ma đang được sử dụng rất nhiều trong những trận đấu rank đại âm dương sư của bên Trung Quốc, cho nên anh em cứ yên tâm sử dụng. Và cái cách lên đồ lẫn cách đánh là mình cũng đã gọi là tham khảo khá là kỹ rồi, anh em cứ yên tâm sử dụng theo nha, cách chơi và cách lên đồ. Đấy, kể cả bảng ngọc cũng vậy, yên tâm hàng chuẩn cho anh em. Đó thì anh em phải lưu ý là cái chiêu hai, ôi rồi mình vừa lao lên khều nhẹ cái thanh niên này mất tốc biến luôn, thế thì bạn quả này toang rồi. Thì nó oánh nhau với mình thì bạn lấy gì để mà oánh nhau đây. Đấy. Vâng, và mình hãy cùng anh em cùng đón xem mình khi đạt level 6 mình sẽ đánh thanh niên Aoboju team bạn như thế nào nha. Vận chiêu thức một lên những cái viên bi, gọi là viên gì nhỉ, viên xí muội à. Vâng, viên xí muội xoay rất là đẹp anh em ạ. Hất về này, vận nội công này, dậm chiêu quyệt chiêu 2. Ui dồi ôi, gây rất nhiều sát thương cho thanh niên team kia. Một quyệt nữa, và mình tự tin là khi với một quyệt nữa và có thiêu đốt, mình sẽ tiêu diệt thanh niên Aoboju này. 3 giây nữa rồi, đánh farm, đánh farm, quyệt này thiêu đốt chắc chắn đủ đam nha anh em. Đó, chúng ta chỉ cần tính đam được như vậy thôi là sẽ đem lại rất nhiều lợi thế lúc đầu game. Rồi ôi, cái hạt xí muội nó xoay, nó dậm nổ rất đẹp. Anh em hãy mắc cho mình chiêu 2 nha, bởi vì chiêu 2 này gây sát thương rất lớn khi anh em lên theo đường ma. Đây rồi, đã có level 6 và mình lên theo đường ma. Tất cả chiêu thức của mình hóa đỏ và mình cũng biến thành trạng thái màu tím, chứ không phải màu vàng nữa nha anh em. Anh em lên theo đường Phật thì sẽ màu vàng, còn lên theo đường ma sẽ là màu tím. Vâng. Bần tăng này là bần tăng đúng là pháp danh Thích Đánh Lộn này anh em ạ. Lên theo đường ma rất là gấu biển. Và rất nhiều anh em hỏi cái tốc biến này làm sao lại có cái màu màu như thế kia, đó chính là anh em phải dầu. Đấy, rig. Anh em phải rig thì anh em sẽ có. Đây rồi, vận nội công anh em. Tiếp theo sẽ là giá. Đấy, cách combo của mình hướng dẫn anh em đó chính là anh em vận nội công chiêu 1, sau đó ấn thêm chiêu 1 một lần nữa để gây sát thương và có tốc đánh. Sau đó anh em mới sử dụng chiêu 2 nha anh em. Đấy, sau đó mới sử dụng chiêu 2. Bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ vừa có đam của chiêu 1 và vừa có đam của chiêu 2 cùng một lúc, khiến anh em tối ưu được sát thương. Đấy. Anh em có thể sử dụng chiêu 3 lao và hất tung đối phương lên đây này. Một quyệt dậm chiêu cuối. À, thanh niên cũng chiêu cuối nhưng mà không ăn được mình. Vâng, tốc biến ra không ăn một chút đam trụ nào cả. Đấy. Mình nói lại cho anh em nha, anh em có thể sử dụng combo, đó chính là dùng chiêu 3 lao vào hất tung đối phương lên, sau đó vận chiêu 1, ấn một chiêu 1 thêm một lần nữa để gây sát thương và có tốc đánh, sau đó dùng chiêu 2 để gây đam. Đấy, và anh em đánh thường.
Sau đó có thể sử dụng chiêu một lần nữa để đầy cái thanh nộ. Anh em phải lưu cái thanh nộ. Cái thanh nộ rất quan trọng đối với anh em để dùng được chiêu thức và kích hoạt được cái lượng sát thương gây thêm. Đấy, rất quan trọng nha anh em. Này, hất lên này, bắt đầu dùng chiêu dậm nổ, quên. Đó, thấy chưa? À, nhưng quên tiếp phát nữa gây đam này. Ờ, nào, vào đây bạn ơi. Vận chiêu này, la vào này, bắt đầu quên này, quên. Nào nào, tiếp tục vận chiêu. Đó, anh em thấy không? Cứ vận chiêu liên tục vào cho mình sẽ cái thanh nộ sẽ đầy rất là nhanh rồi. Hơn nữa, đầy rồi. Ơi, chạy chạy á. Chạy á, à, tốc biến. Đủ đam ở đây, đủ đam. Đấy, mình chỉ chạy theo hù cho thanh niên đó giật mình và chết thôi. Nhưng mình không làm gì cả, bởi vì pha đó là đủ đam nha anh em. Đuổi theo hù thôi. Và cái trụ này thì sẽ là của chúng ta thôi. Đấy. Ok. Đây này, mình vận này, dậm này, tăng tốc đánh và bắt đầu quật trụ. À, anh em thấy không? Tối ưu lượng sát thương rất tốt cho anh em luôn. Nhớ là phải sử dụng chiêu 1, 2 lần liền vào cho mình để vừa gây đam và vừa có tốc đánh. Lưu ý nha, và sau đó mới sử dụng đến chiêu 2. Chứ nhiều anh em là sử dụng chiêu 1 vận nội công xong dùng luôn chiêu 2 thì anh em sẽ phí hoài một lượng sát thương. Đấy, phí hoài một lượng sát thương gây thêm. Vì vậy hãy sử dụng combo như mình. Đây, chiêu 1 này, vận này, gõ, gõ chiêu cuối và có mạng. Đấy. Khi đối phương ít máu hơn chúng ta thì anh em cứ thoải mái mà gõ thôi. Mình đường trên này xanh quá rồi, một thế lực rồi. Tí nữa sẽ xuống núi xem nào. Các đường khác nghe vẻ bị đàn áp khá nhiều. Team chúng ta có xạ thủ Linh Lộc, của team bên kia có xạ thủ đó chính là bé Hằng. À, tí nữa mình sẽ tẩn bé Hằng đầu tiên. Vì bé Hằng với lết bắn rất là đau anh em nha. Đây này, đây này, lao lên này. Ui ôi, có cả sắp bóp đến thôi, khó rồi, khó rồi. Để lùi về thôi. Có cả Momo ở đây, khó chơi rồi. Thôi lùi về farm anh em ạ. Đó, vận này, dậm này, quật này. Đấy, vận này, đấy, anh em thấy không? Sẽ có một lượng đam gây ra rất là ok cho Aboju. Và hãy cùng thử băng trụ pha này xem nào. Xuống núi chúng ta phải đánh nhau ấy, đúng không anh em? Xuống núi không đánh nhau nó hơi buồn. Ui ơi, ông nào băng trụ được kia? Phải liều ông Ibaraki. Ibaraki, ui. Thôi rồi, tốc biến chạy. Càng quá, càng quá. À, thanh niên thì gần hết máu, lao lên quyền phát làm ạ. Quên, ui không chết. Ui, trụ bắn. Đèn vãi. Một pha chơi hơi ngu đến từ vị trí của thích quá nhỏ nghe nhà. Ôi giời, chạy đi Momo ơi, chạy đi bạn ơi, dậm đam này vút. Ôi giời ơi, nào vào đây quá nhau tiếp, chơi chơi vút vút. Ôi giời ơi, đau lắm, cứ cầm gọi là phương trượng này em, cầm phương trượng ngõ cho thì lủng đầu thôi. Khi phải lùi thôi, thanh niên này gấu quá em ạ, gấu quá. Anh em cũng có thể sử dụng là vận chiêu này xong rồi đánh. Dùng chiêu 3 nhưng mà như thế chúng ta sẽ mất cái nộ và cái đam gây thêm từ cái chiêu 1 nó rất là phí. Đấy, vì vậy anh em combo. Đấy nhá, lao vào này, vận công. Nổ một lần, bắt đầu gõ. Đấy, gõ này, gõ này. Chạy đi bạn ơi. Ôi giời, chắc bạn luôn. Gõ, gõ. Chiêu cuối có mạng, dậm rất đau luôn. Vâng, và cảm ơn Iba đã lên hỗ trợ mình một tay. Pha đó mình định solo cơ. Thôi bạn lên rồi thì oánh. Rồi. Bạn ăn con Daruma đi. Đấy, rất lịch sự. Tôi pháp danh thích oánh lộn cho nên là lịch sự lắm. Thích oánh nhau nhưng mà vẫn rất lịch sự nha anh em. À. Đây rồi, lên cà khịa tiếp với thanh niên hay thích chạy này. Thanh niên thích chạy. À, solo chất máu luôn. Nào, solo vận nội công. Nào, chạy đi. Hất lên.
Vận nội công tiếp tục giá. Úi dồi ôi, cả Momo thôi té. Không chơi. Tí lại cả team nó lên lại chết hoa này anh em ạ. Chạy nhà nó chạy. Nhìn có phải quay đầu ngay. Thích quánh lộn quay đầu. Trận đấu này 18 và khá căng anh em ạ. Mình tuy là xanh ở đường trên thật nhưng mà sẽ tìm cách để hỗ trợ team. Và tình hình khôi lối sư này sẽ là người ở lại. Vâng, bạn chạy đi đâu đó bạn ơi. Một phương trượng vào đầu. Thanh niên Suten độ gì thích gì? Bạn là chúa quỷ đúng không? Vâng. Mình là chuyên độ chúa quỷ đây. Mình chuyên độ tấu chúa quỷ luôn. Vâng, lùi về tí. Bạn ra đây mình cầm phương trượng mình độ luôn này. Ố, thì chạy 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 chạy. Ê, chiều cuối té. Ờ, làm gì, đánh mình đi. Ok, thiêu đốt vào đầu, gõ. Ồ, vẫn cấp đánh, ui. Ê, lại vừa chém gió chuyên độ quỷ, bát quỷ đấm nho. Bốc hơi luôn. Quả đấy mình cố cò quay thêm cho team tiêu diệt mà team mình đam hơi ít. Không sao. Nào, vào đây, chuyên độ quỷ đây. Quánh. Rồi ôi, giờ biết ai đau hơn chưa? Lùi ra một chút. Lùi khỏi chiêu cuối của Hằng. Ôi thôi. Thôi thôi lùi 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 lùi, đông quá đông quá. Lùi các bạn ơi, team chúng ta chưa đủ người. Đau 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 đau. Đau 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 đau. Ừ này Suten đồ gì này. Thôi lùi lùi lùi, cho team mà ăn Kraken đi. Nhường đây anh em ạ. Tí nữa về lấy đồ lên vãi nhau tiếp. Hồi máu lấy đồ lên vãi nhau tiếp. Bị bật cả chạy nhanh để chạy rồi. Ôi giời Suten. Thế nhà nào bỏ dù vẫn tìm bạn vẫn đang farm đường trên. Vẫn đang cố cải thiện lượng đồ cho mình. 0-6 rồi. Và hãy yên tâm mình rất là trâu. Hoàn toàn thì tanh được cho team. Nào quánh. Ok, chơi, chơi, quất này, vút này, rồi ôi, chấp cả bạn luôn, cho bạn hồi máu, thanh niên này lên đam ra, gấu thế nhở, ui dồi. Có cả bé Hằng, có cả bé Hằng anh em ơi. Ê, đồng thế, đồng thế, chiêu cuối này, tốc biến này, đuổi tôi đây, chiêu 3 chạy này, ừ, rồi các bạn sao ngồi dồn hết chiêu của mình rồi đúng không, bây giờ mình quay lại này, thanh niên đứng lại. Vâng, và Suten đồ gì? Làm gì đánh tôi đi. Ôi ôi châu. Ui dồi ôi châu. Họ nhà châu, chạy đi. Thích đánh lộn mà anh em. Thích đánh lộn mà. Quét. 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 Chạy. Chạy. Chạy này. Chạy này. Rồi. Vào đến. Ôi trời trời trời. Hàng hàng vào đến. Hàng vào đến. Chạy chạy anh em ơi. Hàng vào đến. Chạy. Thôi mà chúng ta có khi tổ chức ăn Orochi anh em ạ. Ố đồ trì đi anh em. Ờ, không ai ăn Orochi à? Tôi đi về vậy. Orochi đi. Đấy, chén luôn. Rồi, ok. Quá ngon lành luôn. Ui, lùi ra tí, lùi ra tí. Về, 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 về. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ok. Và ngày mai có khi mình sẽ làm về skin của đại quỷ Hoàn nhỉ anh em nhỉ? À Hoàn bé Hoàn nhỉ? Anh em có muốn xem skin mới không thì mình sẽ làm skin mới review cho anh em. Ôi giời đánh nhau luôn đi. Bần tăng chưa ngán ai bao giờ. Nào. Chơi. Bần tăng chưa ngán ai bao giờ. Úi giời. Bần tăng phải lùi thì đã. Rồi bần tăng lại quay lại. Nào. Một quệt, rồi ôi đau chưa. Nào, tiếp theo là bạn này. Độ luôn. Rồi, độ cho bạn này luôn Hằng. Đi nhanh không thì chết. Chết luôn. Và bạn này đi nốt chứ còn gì. Chạy đi đâu, ok. Kết thúc game đấu được chưa. Quá tuyệt vời pha quét sạch này. Ok luôn anh em. Một pha đổi một người. Nhưng mà lấy được toàn bộ team bạn thì còn gì nữa. Trời ơi.
Đánh thôi. Vâng, có khi là end luôn game đấu này rồi đấy anh em ạ. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hãy like, share, đăng ký kênh, nhớ để lại comment ở bên dưới về những thức thần anh em vừa xem tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye 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 bye. 君もよ、この調子で勝つぞ。